Công việc chính của mình là nấu ăn tại nhà, là nấu ăn đại tiệc. Không biết có hợp với Khâu, nghe này em thích rồi đó. Lê Dị thì ra được gần 2 năm rồi. Thực tế sắp đặt ra cho họ thì em nghĩ đó cũng là một điều bình thường mà thôi. Em chỉ mong hiền thôi, chứ không dữ. Anh vì hiền mới ế đó. Em tên là Nguyễn Tiến Thành, năm nay 35 tuổi, đang làm việc và sinh sống ở tại quận 12. Công việc chính của em là làm tài xế. Em lái xe gì Thành? Dạ, em lái xe nâng lên. Tướng vậy mà lái xe nâng hả? Xe nâng nó nặng lắm á. Nâng nó nâng hàng nặng chứ bản thân nó thì cũng không nặng lắm anh. Rồi, em là quê ở đâu? Quê em thì tức em sinh ra ở Hải Phòng. Nhưng mà em lớn lên ở dưới Vũng Tàu. Và làm việc ở? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận 12. Vâng. Rồi, mời bên hàng gái. Em tên là Nguyễn Thị Phương Bích. Em 33 tuổi, sinh sống tại thị xã Gò Công, Tiền Giang. Công việc chính của mình là nấu ăn tại nhà, là nấu ăn đại tiệc. Nấu cho tiệc, đám tiệc vậy đúng không? Ừ. Dù đám tiệc ít nhất cũng nấu 40-50 người ăn không đúng không? Đúng rồi, 1,000 mấy. 1,000 mấy? Ồ. Vậy là giỏi rồi đó. Chuyện nấu ăn khỏi lo rồi. Chà, em thì em không biết có hợp với Khâu nhưng mà nghe này em thích rồi đó. Cho biết một chút về ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, dễ gần, thân thiện. Cái nhược điểm của em thì hơi bị thiếu tự tin, khả năng nói cũng không được lưu loát cho lắm. Đặc biệt là rất là run sợ trước phái đẹp. Càng đẹp càng run sợ ha. Vâng. Em nghĩ là chỉ có cái tật xấu là thức đêm nhiều thôi. Mình thức đêm là phải có công việc thì nó quan trọng, thức đêm còn không có thì thôi. Cố gắng ngủ đi, giữ gìn sức khỏe ha. Tại vì em nghĩ rằng đó là một trong số những lý do khiến cho em có cái body như vậy đấy. Body mập mạp ha. Tròn trĩnh ha, búp míp. Rồi mời đàn gái. Cái ưu điểm của em á là sở trường của em là nấu ăn, với lại là nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của em á là nhiều khi là cũng hay lo chuyện bao đồng. Ví dụ là mọi người nhờ mình chuyện gì á thì mình cũng làm hết sức mình luôn, làm nhiệt tình luôn. Đang bận công việc cũng bỏ công việc qua bên đi. Hiểu rồi. À. Bây giờ mình nói tí xíu về tình trường đi ha. Bích trải qua một lần gia đình, hai vợ chồng cũng sống với nhau là 12 năm. Bây giờ thì đã được gần 2 năm rồi. Bích có con chưa? Dạ rồi, anh Nguyễn Linh. Bé gái được 12 tuổi anh. Bé thì cũng muốn mẹ có kiếm một người bạn đời mới. Có con rồi mình cũng ở với nhau lâu rồi, lý do tại sao chia tay vậy Bích? Dạ thì lý do này chồng cũ em là cờ bạc anh, không có thay đổi được. Tình duyên mình thế nào Thành? Tính cho tới thời điểm hiện tại, những mối tình mà được gọi là mối tình á thì vẫn chưa có. Còn những mối tình mà nó có một cái gì đó thôi thì chắc cũng khá nhiều. Mối tình đó là có gì đó là sao? Thì có nghĩa là một trong hai người rung động trước người còn lại, còn người còn lại thì không biết á. À, tức là một đình đơn phương đó hả? Thì kiểu giống vậy đó. Em tưởng đâu nói có mối tình có cái gì đó là đó là khác nữa nha. Coi như em chưa yêu lần nào. Thường có nghĩa là thế. Nhưng mà em nghe Bích bên kia có gia đình, có con 12 tuổi rồi thì em có ngại không? Em nghĩ là mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, một số phận riêng mà thượng đế đã sắp đặt ra cho họ. Cho nên cái việc mà cuộc sống họ không hạnh phúc thì em nghĩ đó cũng là một điều bình thường mà thôi. Chứ trong cuộc sống hiện tại nó rất là nhiều hoàn cảnh như thế. Cảm ơn bạn. Bích muốn tìm một nửa yêu thương của mình sắp tới là mẫu hình lý tưởng như thế nào? Một người hiền và sống có tình nghĩa. Hiền thì em yên tâm. Anh vì hiền mới ế đó. Em chỉ mong hiền thôi chứ không dữ. Cao thấp thế nào em? Cao 1m68 trở lên anh. Em yên tâm, anh có thừa. Dễ thương. Mập hay ốm? Dạ, mập ốm thì không quan trọng nhưng mà đừng có bụng bự anh. Cái đó anh không có đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng không anh đàn trai? Dạ, nó bụng đây hơi bự đó. Ấy da. Mà bụng của tôi á. Bụng người ngồi cái bên á. Mà điểm nào Bích không thích ở đàn ông? Ích kỷ. Để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha. Chào em gái đồng hương. Dạ. Gọi là nấu ăn lần cả ngàn người luôn vậy nè hả? Dạ đúng rồi ạ. Giỏi dữ người ta. Dạ. Nhờ hiện nay em ở với ai? Dạ em ở với bà ngoại. Nếu mà có chồng em thích ở nhà bà ngoại luôn hay là thích như thế nào? Em thích mình tạo dựng một cuộc sống riêng. Nếu mà chồng gần đó mà mua miếng đất hay xây nhà ở đó cũng được ha. Dạ. Nhưng nếu mà giờ anh ở xa quá, anh về đó làm rể luôn được không? Dạ được làm rể nhưng mà phải giỏi mới được. Giỏi là phải siêng năng, kêu cái chạy liền. Vậy chắc là việc của Bích chắc là thức khuya dậy sớm không? Dạ đúng rồi chị. Có nhiều đêm 3-4 đêm là không có ngủ luôn á. Là khi mình đi theo đám, mình nấu đám rồi vậy đó hả? Đúng rồi. Cái này là cái nghề gia đình bạn là có truyền thống không?
thì truyền thống hồi nhỏ thì thấy má nấu thì mình cũng theo má phụ phụ rồi xong cũng đam mê. Đàn trai nói là cái gì cũng được nè. Đàn trai lái xe nâng. Dạ ôi trời ơi, tướng vậy lái xe nâng hả? Ừ. Nếu có duyên đem về thúc cho ăn nhiều vô nha. Không nấu ăn mà, đồ ăn rất là nhiều. À, đồ ăn rất là nhiều. Nấu coi như đồ ăn là nếm thôi đã. Nếm thôi là đã mập rồi đó. Chào anh. Chào. Anh không thích điểm nào ở phụ nữ? Phụ nữ là được quyền tám nhưng mà tám ít thôi. Xe xua quá, móng chân móng tay mà làm kia cho nó đỏ đỏ thằng vàng hay là cái kiểu như tóc mà nhuộm xanh nhuộm đỏ này kia chứ là gì vậy đó. Có nghĩa là theo kiểu dân ăn chơi á thì là mình không thích. Cái nữa là đẹp thì cũng tốt nhưng mà cũng nên bớt tham chơi lại. Thay vì một tháng có 4 tuần thứ bảy và chủ nhật thì mình có thể đi chơi một tuần, 3 tuần còn lại mình hướng về gia đình một tí. Anh đã có hướng lập nghiệp rõ ràng như thế nào ở Sài Gòn chưa? Công việc mình đang làm hiện tại chỉ là công việc thôi. Còn mình đang có suy nghĩ là tìm ra những cái hướng làm việc khác. Chứ mình không nghĩ là cái công việc này nó là công việc suốt đời của mình. Giờ có đồng ý về Gò Công phụ chạy bàn này kia? Em đồng ý, nhưng em nói trước là về cái việc đó thì em không giỏi đâu. Không sao, vì anh biết nghề lái xe mà. Có thể bên kia là ta chuẩn bị nấu ăn, ảnh lấy xe chở đi cũng được. Bên nhà có cho thuê đám tiệc gì luôn không? Dạ có. Trời ơi, có đúng nghề chở. Luôn rồi. Phải chở. Nấu ăn là phải có đám tiệc đi kèm mà đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đạp bàn ghế phải chở, khiêng này kia luôn. Hồi nãy cô nói là bên Bích nói là muốn làm rể là phải siêng năng. Có siêng không? Siêng thì cũng chút ăn. Nói chung là cũng được. Nhưng mà cuối cùng quyền quyết định cũng thuộc về Bích. Dạ, xin mời, mở rào. Nở rồi xong. Anh tài chiếc. Ôi ngon à. Cảm ơn em. Dạ em gửi anh series của Cò Công quê hương em đi. Anh cũng món quà tặng cho em. Dạ cảm ơn anh. Em có biết món ý của cái đồng hồ này là gì không? Đồng hồ báo thức dậy. Là mỗi ngày em đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, không cần phải quá làm lao động quá nhiều sẽ khiến em cực khổ và như vậy cả cuộc sống mình nó sẽ bớt niềm vui. Và anh muốn một điều nữa là có cái đồng hồ này cũng giống như là anh chăm sóc cho em mỗi ngày. Theo cái kiểu như người ta nói là dịu dàng đến từng phút giây đấy em. Thôi em nói trước đi. Dạ. Em cũng mới gặp anh đầu tiên mà em thấy anh cũng hiền, tính tình thì cũng vui. Em cũng hơi bị hồi hộp xíu. Ở công ty với này, những người mà đã tiếp xúc với anh á thì ai người ta cũng nói là anh vui vẻ quá mức á. Em còn phải vui nhiều nữa, cứ vui đại đâu gì đâu, vui hoài trẻ được trẻ hơn. Vậy anh cũng mừng. Mọi người cũng nói em là cũng hài hước. Anh nghĩ là cuộc sống của mình, người ta nói cuộc sống nó ngắn ngủi, mình sống mình phải vui chứ. Yeah. Mình cứ u sầu này kia không có được cái gì cả. Công việc của em gì thì 3-4 ngày là cũng không được nghỉ á. Nhưng mà xong thời gian đó làm xong thì mình cũng phải là có thời gian mình đi chơi chỗ này chỗ kia để cho nó có một sự thoải mái. Hướng về gia đình nhiều hơn là dành cho thời gian cho bạn bè này kia thôi chứ anh đâu có phải là bắt em ở nhà đâu. Dạ đúng rồi anh, đi chơi nhưng mà nếu mà có gia đình nữa thì chắc chắn là em sẽ đi cùng với cái người chồng của mình. Từ Gò Công lên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không phải là quá xa. Một tuần mà có 2 buổi á thì em nghĩ em cũng có thể đáp ứng được đó. Em thì lên Sài Gòn thì em cũng đi thường lắm. Em cũng không có ngại cái đường xa nữa. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh đi đường quốc lộ 50 á. Dạ. Mình đi cầu Mỹ Lợi rất là nhanh đúng không? Dạ. Mấy chục cây tới rồi. Em đi xe máy thì em rất là thích. Anh, ủa mà hiện tại bây giờ Thành đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà đúng không? Đúng rồi. Gần thôi nữa. Mình cứ ở nhà mình đợi anh xuống, mình nấu ăn mình đợi sẵn anh xuống nè. Mình đi lên chi, con gái gì đường xa. Dạ mà xuống thì xuống canh ngày làm xuống, đừng canh ngày không có làm mà xuống. Làm sao vậy? Dạ cách canh ngày làm xuống phụ xuống ăn luôn, sẵn ăn nấu luôn á. Mình nấu luôn nhiều món nữa. Còn cái ngày mà không có làm á, đồ ăn nấu có nhiều, không nấu được nhiều món. Từ cái sự tự tôn của người đàn ông, tức là họ rất ít khi chấp nhận ở rể. Nhưng mà anh thì khác. Nhưng mà trước mắt anh hỏi em, nếu mà anh không ở rể thì em có chấp nhận được điều đó hay không? Dạ vẫn được anh, bình thường. Nhưng mà em cũng thích mình có một tự do riêng, do mình tự sắp xếp thời gian, hiểu nhau, xen kẽ nhau. Em á làm ở dưới đây á thì anh trên đó anh rảnh á thì anh về phụ em.
Còn hôm nào anh trên đó mà anh mất làm á, công việc em thì dưới đây thì là không có, thì em sẽ lên trên đó. Nếu mà mình đã hợp nhau rồi, mình đã tính đến chuyện tới tới xa rồi thì dạ, mình có thể dời công việc của mình xua đến gần nhau được mà. Dạ đúng em rồi. Em ở dưới đó em có thể dời cái nhà hàng mình, quán mình lên trên này. Hoặc anh trên này anh có thể dời công việc anh về dưới đó cũng được. Không được, không được, không được. Cái nghề đó không dời được. Cái đó là mình nhận đám tiệc, cái mình tới nhà người ta mình nấu. Đó, cái đó không phải không thể dời được. Truyền thống của gia đình nữa đó, mẹ truyền con nối thì đó. Dù... bởi vì là truyền thống nên là nếu mà mình mà phát huy được nó, mình mở rộng được thị trường nó ra thì đó mới là điều tuyệt vời. Nhưng mà theo cái nghề của anh á, thì anh về anh phụ cũng được nè, tại vì anh lái xe anh chở đồ ăn đi, em khỏe nữa. Thôi bây giờ mình có thể hát tặng nhau một bài hát nào đó hay một câu thơ nào đó. Hát đại đi em. À, bắt đầu con xin phép má em á. Em cho anh mượn bàn tay của em. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với nhau một câu rằng sẽ đi cho đến cuối con đường. Xin hết ạ. Không, cái bạn hát này là em rất là thích luôn à. Khoảnh khắc này nó có thật sự là của nhau hay không? Một lần nữa kiểm tra lại con tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Đó. Đây quà.